Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay em đến em phục kích cái nhà bác này, bác cái kéo cá thì em quay lại cái video về cái hoạt động kéo cá ở Tây Nguyên nhá. Ao này được cái là cũng khoảng 1 sào rưỡi. Được sào rưỡi không? 2 sào à? 3 sào mặt nước mà sao thì bé đấy. Đấy. Anh em đi kéo cá cố gắng để ý, thứ nhất là phải đeo đội mũ bảo hiểm, thứ hai là phải mặc áo giáp, thứ ba nữa là phải bảo vệ cái chỗ nguy hiểm kia kìa, phần mềm kia kìa. Đấy, cá nó lao, cá nó ao này có thả cá chim mà nó đớp chết. Các bác làm mà cứ đội thì nào cá chim nó ông giật cho phát. Anh quản đứng đây thôi. Ao này cá chim chắc phải mấy ký nhỉ? Ao này là cá lóc nhiều hơn cá chim. Ờ, kéo đi, hôm nay thì nào được con 33 đấy. Trước con được con 33 một tiếng rồi đấy. Ừ. Được rồi cậu ơi. Kéo đi, kéo đi. Ôi, một người kéo một cái đầu qua này. Không đi cá đâu cả. Nhiều khi hoành tráng. Dũng này đeo ấy chưa? Đeo bỉm chưa? Nó đớp một phát là đi luôn ấy. Cái ao này kéo mấy vòng hả Dũng? 4 vòng. Kéo 4 vòng rồi đấy. Quỳnh cả. Ao dưới kéo 4 vòng. Ao này ra 2 phát hết, không còn 1 vòng. Ao này lâu. Ông quan trọng là cái đáy ao nó có bằng không? Nô nhô thì... Đấy, thấy chưa? Ui dồi, cá to thế nhỉ? Con này chắc có 7 cân. Đấy, lực quá, mà nó có 6 cân mấy thôi. Chấm con này phải 7 cân. Này, đang đứng ở gần chỗ quay video bây giờ, tôi tìm thằng cái kéo quánh chết. Đấy, chưa cần kéo mà cá chim đã nhảy lên rồi đấy. Cái này thả lâu chưa bác Việt? Mấy tháng. Từ năm ngoái luôn kìa. Ôi, thế chắc cá to lắm nhỉ. Con nó bằng gốc cây dừa kìa. Con gốc cây dừa. Cái cây kẹo cây dừa nó đổ xuống nằm đấy. Ôi ta đi dần dần đây. Đường chi dặn xuống. Không có mấy con chết. Trước chết mất mấy chục cân cá chấm này. Ui dồi, chạy gớm không? Bác dẫm nó chì à? À, nghệ thuật kéo cá để cầm cái chì này dâng cao cái kia thì cá nào ở dưới? Xem là có khi nào là chỗ kia lộ đường chì đấy. Một người lặn xuống và cầm đường chì. Bùn đấy, mẻ đầu tiên bây giờ cũng dính bùn đấy, hùng hố.
nặng. Thanh niên 17 nhà gãy chân trâu mà kéo cá để hô lặng. Chào hai bạn. Bây giờ còn 17. Đi kéo cá mà thế này à? Đi kéo cá lại ngồi đi ăn trái cây thế này à? Thì ô đi hộ kéo cá mà người thì đi ăn mít với người thế này thì sao? Người ta đến mua cá. Mấy cái bà mua cá đói rồi. Thôi, trên này không cần. Ao này cũng nhiều cá lóc đấy. Cá lóc ao nhiều lắm. Ao nhiều cá lóc lắm. Tình hình này khả năng vét hai phát hết sạch cái ao này. À, ao dưới về có con cá rô nào khoảng ký không? Bà anh rơi đây. Chạy. Bà anh rơi đây. Hấp cá mè hoa ở Bắc Quang. Được 2 cân không? 4,5. Ui to đấy cả. À. Ai da. Ui. Quay chưa? Cái này cái này là phải đội mũ bảo hiểm mà không mà nó. Cái này cái rô nhỏ thả xuống rồi bác Việt. Ui hồi gần đuôi kìa. Ấy, sướng không? Tầm này không quay, còn quay tầm nào. Cá lóc à, cá lóc à. Lóc ơi. Ao này thì nhiều cá lóc lắm nhỉ. Cá lóc giá bao nhiêu bác Việt? Năm. Làm sao? Kình nó nhảy. Ngâu bừa này. Ao này chắc phải được mấy chục cân nóc rồi. Được trước 90 cân cá lóc à? Cá lóc thì thấy còn nhiều hơn cả cá chấm cá chép cái này. Nó phi ra ngoài cũng nhiều lắm nhỉ. À quên. Nó nhảy ra ngoài. Ui giời ơi. Cá được cá. Rồi mũ bảo hiểm vào. Phát này phải có mấy tạ rồi. Mạnh rồi chứ bác. Rồi đi bác chị. Tay lên. Cái cho nó dãy để cho nó dãy ra nhìn ra. Thôi cạn nước quá đấy bác bột. Cái này cái đằng sau cái này sợ lại sạc nước lại chết. Rồi trắng là chúng chú buôn nha. Nay làm thư ký. Nay làm thư ký. Đi ra gần cái chỗ hoạt động cá tí nè. Đây.
đấm lên một cái đầu ấy xuống dưới chân ấy. Ủa mấy con lóc to lắm. Mấy cân. Ủa cái mè cái to nhỉ. Vào đây. Vào đây. Con nó có lở cờ bảy là. Nhìn thơ qua là chục con lóc rồi. Đang dự kiến tạ mậy mà nói có chục con đi. Chim được mấy cân con nhỉ? Cắm cho cái vòng nó chặt cá ra sao nào? Có bắt được không? Rồi, anh hai tay lên một tay sao anh bê? Không còn thân chuyên nghiệp. Đợt trước bác Bôn không thả ấy chấm đen nào à? Không, bắt đầu thả. Có đây là cái chim có chim cắm cho cái vòng nó chặt cá ra sao nào? Ai lấy cái vòng này bắt cái vòng? Đây. Cắm vô cái vòng này em ơi. À luôn nó vào đây. Cắm nào thì được vào đây. Cắm bên kia này, bỏ bên kia bên kia nó vang này. Đây đây. Đây đây đây. À, muốn chim à? Nè, sao đây? Đừng có thả chim, đừng có nâng rộng lên nó chết cá. Dây kia bà vẫn mấy lấy túi ăn à? À mà dây ở đây sao? Ao gì bảo thả mấy chục cân, mấy chục con cá chim bây giờ thấy một con đây này. Đây cái ngã của thằng Quảng em có bước cái nhìn lá đâu gì? Chim đây, chim đây. Chim bò đây. À, đi cái đường ngã xuống như vậy. Đó đây chứ không phải đi cái đường túc. Còn nữa à? Đây 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 bỏ. Còn đây giống như cái sớt quá chục con nhỉ. Cứ giữ đây đi, có con nào bỏ vào đấy. Con chú nó bắt. Bỏ cá chim. Con cá chim bắt thì sợ đầu tay. Để xem này, cá này đâu? Ngán bon, ngán bon. Mẹ. Anh biết nhà nhà thành công lắm mồm không? Chung lắm mồm. Anh biết cái nhà thành công lấy một cái thành to mồm mà ngay cũng không có nè. Anh đi lên qua cái nhà này không đá chạy lên một xíu nữa là bé mất cái trái. Chú chỉ nó qua cái chỗ chạy gà ấy. Trời. Ngán bon, ngán bon. Vào hôm trước mà cái đường bê tông là... Làm ơn, đi lên có nghĩa là tới từ nhà anh đi chạy ngược lên.